Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành báo giá tất cả các chi tiết còn lại cho anh em nha. Phục trước 500 ngàn nha. Tại vì sao? Nó hàng báo hàng với anh em luôn đi là phục trước này nó có xì dầu qua rồi nha. Chứ nếu không phục 99 hôm nay giá không bao giờ có dưới giá 700 đâu anh em nha. Thì phục này nó có xì dầu rồi. Thì anh em nào chúng ta lấy á, thì giá của nó chỉ có 500 ngàn thôi. Đó, báo thẳng với anh em như vậy nha. Mình không có bùa chú gì đó, không có ép lại rồi gửi cho anh em gì đó. Mặc dù là nước sơn của phục còn rất là đẹp nha, tuy nhiên là bán rẻ để anh em mua về anh em sử dụng hoặc là anh em gắn cho khách thì giá này nó rất là hợp lý rồi. Đây này, xe nữa, nó cái sự khác biệt của 99 với 2000 ở đây ha. Đây, nắp xúc bắp nó sẽ là nắp xúc bắp số 8 nha. Đây này, đây anh em thấy không, đó nắp xúc bắp số 8 nha. Đây, thấy rõ không anh em? Đó, nắp xúc bắp số 8 nha. Đấy, cho những anh em nào mà chưa biết thì cái đời xe nó ảnh hưởng nhiều nha. Đó, rồi trở lại tiếp tục báo cho anh em cái giá của cặp phục trước rồi đúng không ạ? Thì phục sau của nó sẽ là 300 ngàn. Phục sau này là 300 ngàn nha. Anh em nào lấy liên hệ mình. Phục sau quay thái 110. Hàng cái này là phục này nó là hàng làm lại rồi nha anh em. Đã hàng với anh em như vậy luôn, 300 ngàn thôi. Nói chung là vẫn rẻ hơn em mua mới ha. Cái phụ là 300, về là anh em sử dụng liền. Đó, nè, lò xo cực keng luôn nha. Rất là đẹp. Rồi, ok. Đến với lại cặp bán xe thì mình đã bán rồi. Bộ gấp hộp sên đời 99. Thì đời 99, đây, gấp hộp sên này còn rất là ok nha. Chưa bị nứt vỡ gì hết nha anh em. Chưa bị nứt, chưa bị cong vân, chưa bị cấn móp gì hết. Còn rất là ok. Có bị chày chỗ này thôi. Chỗ này thì anh em có thể dùng sơn khắc phục được. Không có lủng nha. Không lủng, không móp gì hết á. Này, từ phần đuôi cho tới phần cạc tê dưới và cạc tê trên này, ốc là ốc số 10 nha anh em, ốc là ốc số 10 luôn, rất là ok. Đây, gắp thì anh em sẽ nhìn nó gắp nó sẽ có đát này. Đấy, anh em thấy không, đát 99 này đó. À, cho anh em yên tâm nha, đúng đời đúng mã nha. Rồi, bộ gắp hộp sên này sẽ là 800 ngàn nha. Thì anh em nào mua lẻ thì nó sẽ đắt hơn, cạc tê thì nó sẽ là 650 và gắp nó sẽ là 400. Rồi, tiếp tục giới thiệu cho anh em đi. Hôm nay thì cái xe này nói chung là nó đồ nó rất là dễ để anh em mua luôn. Giá nó vừa rẻ mà đồ nó cũng rất là đẹp nữa. Đến với cây bô. Bô 1985 DC ha. Bô đời 99 nè. Đó. Bô này thì chắc anh em nhìn là chắc cũng rất là thích đúng không? Đó. Không cần phải nói nhiều. 1985 NF 110 ha. Bô này thì còn rất là liền lạc đặc biệt nha anh em. Bô này là phiên bản đặc biệt luôn, là cổ chưa hàn nha. Đó, cổ chưa có hàn, xài đời 99 tới bây giờ là hơn 20 năm rồi. Cổ bô chưa hàn luôn. Đây quay cho anh em coi nè. Nói mất công anh em không tin nữa. Đây. Cái bô này bữa giờ đã rất là nhiều anh em ngắm nghía rồi, cứ hỏi mình sốt á, mà giờ mình mới có thời gian mình quay cho anh em. Này, cổ bô chưa hàn này anh em thấy không? Đó. Bô chưa hàn về là xài liền nha. Đây, gác trên hai tầng nha anh em. Rồi. Tiếp tục, cái bô này thì mình xin báo cho anh em giá là 1 triệu 8 nha. Cây này thì hình như là có khách cọc rồi, thì anh em nào muốn thì cứ liên hệ với mình. Thì anh em nào lấy thì cứ alo cho Đạt nha, 0915 434 973. Bô này rất là đẹp luôn á. Chưa bị lủng, chưa bị móc mổ gì hết. Tiếng rất là êm, để nổ máy cho anh em nghe tiếng bô ha. Xe này thì mình gỡ bình ra rồi. Đây, nghe tiếng bồ này nè. Đây ha. Tiếng bồ này. Rất là đã luôn em. Tiếng bồ nghe rất là hay luôn ha. Bồ 1985 thì cái tiếng của nó thì không phải bàn rồi. Anh em mà chơi xe lâu năm thì anh em biết bồ 1985 thì tiếng nó rất là hay, cũng như là rất là êm. Bồ nổ nghe rất là đầm ha. Ấm luôn. Rồi, cái bô này giá là 1 triệu 8 nha anh em. Bán giá rẻ cho anh em luôn. Hôm nay xe này là bán sập sàn cho anh em luôn. Rồi, quả yên xe là chỉ có 300 thôi. Bật yên này cho anh em coi nè. Đây, yên này là yên KFL nha anh em. Yên quay 210 mà nay mình bán dưới 400 là mình bán rất rẻ luôn anh em. Tại vì nay đa số cái yên này là giá thị trường là trên 400 hết. Đây.
Đây anh em ha. KFNL 8500 này. Đấy anh em thấy không? Thì cái loại này á anh em là mút zin luôn. Mút là mút zin luôn. Anh em về ngồi là không có sợ bị đau đít nha. Đi đường xa ngon lành. Rồi tiếp theo giới thiệu cho anh em về cái bộ thùng xăng. Thùng xăng xe này thì thùng xăng quay cho 10L99 nha anh em. Đó. Quay cho 10L99. Tuy nhiên là thùng thì rất là đẹp, có bị chỗ này một chút này. Đấy, về thì anh em hoàn toàn có thể khắc phục được. Bán giá rẻ cho anh em 650 nha. Cái thùng này nay anh em mua dưới 800 khó kiếm lắm anh em ơi. Nè cái nắp xăng nè. Cái nắp này không anh em nào về mà chúng ta bán lại cho khách thôi, cái nắp này không được 300 ngàn đó anh em. Nắp này vàng ươm luôn, rất là đẹp. Anh em thấy không? Thấy cái nắp xăng ghê không? Dữ dội không? Đó. Đầy đủ nha, thùng xăng đầy đủ bát yên luôn nha. Giá của nó chỉ có 650 thôi. Rồi, tùy vào anh em chúng ta chơi thùng xăng 3 lỗ nha. Thùng xăng 3 lỗ của Quay Thái nha anh em. Đó, thùng xăng 3 lỗ thì quá là ok rồi. Đến với lại Cảng Yên Quay Thái ha, nhìn đẹp. Nhìn đẹp chưa bị hàn, chưa bị cắn gì hết đây. Mình 4 nốt cho anh em coi này. Đó. Thì nay xe này bán giá thanh lý cho anh em nha, bán rất là nhanh luôn. Cảng Yên là giá 250 nha anh em. Lấy thì liên hệ mình, một cái duy nhất nha. Cái này không có đánh dầu, đánh phấn gì đó. Anh em về muốn nó đen hơn á thì anh em cứ lấy cái chai RP7 hoặc là lấy dầu quá anh em lau lau vào sơ sơ là nó bóng cực kỳ. Còn mình là quay mộc mạc cho anh em luôn. Xe này là xe mộc mạc nha, mình quay đúng kiểu mộc mạc cho anh em chứ không có màu mè bùa vẽ gì đó. Không có, anh em thấy không, cái xe này nó khô ráo, có bụi bặm không. Tuy nhiên là nó phải như vậy thì nó mới đúng chất xe nha anh em. Đây mô bin sườn ha, mô bin sườn quay 210 này. Đây mô bin sườn quay 210 nha anh em. Mô bin sườn quay 210 này thì anh em nào lấy á thì giá của nó là bao nhiêu đi, quên mất rồi. Mô bin thì giá của nó sẽ là 450 nha anh em. Mô bin giá 450 nha. Anh em nào lấy mô bin sườn quay 210 giá 450 nha, giá rẻ luôn. Rồi. Cái gì nữa ta? Dây sườn, bộ dây sườn 650 nha. Dây sườn xe này thì đang hoạt động ngon lành. Không có gì để bàn cãi ha. Dây sườn đang hoạt động thôi chứ cũng không có trục trặc gì. Tất nhiên là dây sườn theo xe thì nó cũng phải có đứt nối một vài chỗ nhỏ nhỏ rồi. Giá 650 nha. Đây dây hai quay 210 bán 650 rất rẻ nha anh em. Nói chung xe này mình bán rẻ lắm, 4 món thì 3 triệu nè. 4 món là 3 triệu. Ghi đông là 650 nha. Ghi đông có luôn cái cùng tay lái này luôn nha, có luôn cái gù tay lái này, không có cùng thôi, cùng công tắc mình bán rồi. Bộ ốc dàn ngoài, ốc dàn ngoài xe quay 210 này là 500.000 nha, đầy đủ cốt bán trước sau luôn. Rồi, bộ ba nắp chữ cong. Ba nắp chữ cong Quay Thái nha. Giá 800 nha anh em. Nay Quay Thái 110 giá 800 là cũng dạng rẻ luôn. Nói chung là xe này mình bán nó rẻ thì anh em không tin chứ thực sự này, đồ Quay 210 anh em mua anh em biết rồi. Nó đắt lắm. Rồi, ok. Món gì đó đây ta? Còn bộ bình xăng con. Đúng rồi, bình xăng con thì anh em mua bộ bình xăng con đời 99 này thì xá xị nó sẽ là niềng nhôm nha. Niềng nhôm, đây, quay cho anh em coi cái niềng nhôm đó này. Có sao quay vậy cho anh em, không phải lo lắng. Đây, niềng nhôm này. Đâu ta? Đây này anh em. Đó. Đây, cái kiềng nhôm ha. Đó, quay 210 là bình xăng con kiềng nhôm nha. Loại này hiếm á, bây giờ hiếm lắm. Bình xăng con này nguyên bộ luôn, đầy đủ bình xăng con, co xăng bô e xá xị. Đầy đủ hết như vậy luôn là 2 triệu nha. Đây, mình sẽ test tiếng nổ cho anh em nghe. Đây, để tiếng nổ cho anh em nghe nha. Đó. Rồi, để tiếng nổ cho anh em nghe luôn. Ganti này anh em thấy không? Ganti thì thầm luôn. Cái xe này nó màu xanh nhớt mà giờ quay vô đây nó muốn thành màu xanh dương rồi. Màu xanh nhớt thì nó hay bị vậy đó. Đó, anh em nghe tiếng nổ ha. Êm không? Đó, Ganti thì thầm nha anh em. Thì thầm mùa xuân luôn.
Rồi anh em nào mà chúng ta có nhu cầu mà mua bộ bình xăng con thì liên hệ mình nha, một bộ duy nhất à. Này cần thắng này, cần thắng này, nhìn chảy nước miếng không à, quá đẹp luôn. Cần thắng quay 210 nha anh em. Đó à, nó bóng nè. Không hiểu tại sao mà cái xe 23 năm tới giờ mà nó cái cần thắng nó có thể bóng đẹp như vậy được. Cái bô chưa cổ chưa hàn luôn. Đó, nhìn cái bô này ghê không, nhức nát rồi. Bô này anh em không mua đừng tiếc nha. Nè cần đạp nè, như mới luôn, ốc số 8 luôn, còn luôn nè. Cần đạp rất là đẹp, cần đạp quay 210 nha anh em. Rồi thì báo giá sơ qua anh em như vậy. Anh em nào có nhu cầu mua món gì có thể liên hệ mình. Gác chân sau là 300.000 nha, gác chân trước là 500, à, phục trước là 500, phục sau 300. Cái bô 1.8.000, bộ 3 món chỉ có 3 triệu thôi. Bộ bình xăng con 2 triệu, à, đồng hồ dàn áo đã bán rồi. Cái yên là 300, à, thùng xăng 650, cảng yên 250. Anh em nào mua combo thì báo với mình luôn, mình nó sẽ đỡ phí ship hơn cho anh em. Rồi cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo nha. Con này giờ thì mình sẽ rã thịt nó luôn.